uống nước đi ạ. Con đã bảo bố ở yên trong viện chờ con rồi cơ mà, sao bố lại lang thang ra đây? Mai mẹ mới lên đây được, có gì bố phải nghe lời con chứ. Bố, bố thương con thì bố phải nghe lời con ạ. Hôm trước báo hại con cả đêm phải đi tìm bố, còn chưa đủ ạ. À, bố này, lát con phải đi có việc rồi thì bố quay trở lại phòng bệnh chờ con, bố nhớ chưa? Vâng. Mình tệ quá. Chứ chị đã hiểu nhầm người ta rồi. Tôi là ca sĩ, hát ở quán cà phê. Khi nào không hát ở quán thì tôi mới đi hát từ thiện thế này. Làm ca sĩ thì đi sớm về muộn cũng đúng thôi. Thì phải hay về muộn mới có cớ để người khác nói chứ. Tôi xin lỗi. Tính tôi bộc trộm. Đáng nhẽ tôi không nên đánh giá vẻ bề ngoài của người khác như thế. Không sao. Người ta chẳng bảo là sướng ca vô loài còn gì. Tôi cũng nghe quen rồi. Lan này,
Khi nào Lan đi hát từ thiện cho tôi đi cùng với nhá. Thế cũng được. Con bé đấy nhìn cứ sao sao mà cân cân ghét. Mọi người buồn cười thế đấy. Không chịu đi làm, đi học đi. Cứ ngồi đây nói xấu người khác làm cái gì ạ? Cái thằng, hôm nay mày ăn phải bá đấy à? Đi làm sao đấy hả? Vấn đề ở đây là mọi người không hiểu. Lan là một cô gái rất là tốt bụng, chăm chỉ, không như mọi người nghĩ đâu. Rồi, ông này, khéo như ông Lượng sắp có con dâu đấy ông à. Mọi người không hiểu à? Mọi người có biết vì sao mà cô ấy cứ hay đi sớm về khuya không? Bởi vì Lan ấy là ca sĩ. Cô ấy toàn đi hát chương trình từ thiện đấy ạ. Thằng này, xem sao ạ? Cứ chán vào đây. Không nóng không sốt. Thế mày bị sao đấy? Quá. Này, bác hỏi thật nhá. Có phải mày ăn bùa mê thuốc lú gì của nó ném sang mày đúng không? Không phải là ăn bùa mê thuốc lú gì cả. Mà cháu đang nói rất là nghiêm túc. Lan là một cô gái cực kỳ tốt bụng, chứ không như là mọi người nghĩ đâu. Cô ấy rất hay giúp đỡ người khác. Mà hoàn cảnh của cô ấy nó khó khăn lắm. Anh nói thật không ạ? Anh muốn làm bạn với em ạ. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được chân ái của đời mình rồi. I love